Down.
chùa ngõ cửa ý ơ, cửa chùa ra ra tôi vào, đôi người đàn đôi tôi đi, đi tôi hát đi, bơ sông tình đi, bơ linh tình đinh đinh a sông tình 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 hỡi linh tình ơi, ơ chùa là tôi đi vào chùa. Chùa mượn ấm mi ơ, ấm chùa ra tôi pha trà, đôi người đàn đôi tôi ly, ly tôi hát đi, bơ sông tình đi, bơ linh tình 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 a sông tình 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 hỡi linh tình ơi, ơ chùa là tôi đi vào chùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị hai đi chạy hội.
Đẳng vật hương đăng, lòng thành kính lễ dâng lên cúng dường. Tiếp theo nhạc lễ cổ truyền, chương trình làm lễ dâng hương bắt đầu. Nhạc sinh cử nhạc. Thank you.
Bồi tế quan tiểu về. Thank you.
dâng bó hương lời vàng cung kính, tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh thánh hiền A Di Đà, lạy cầu thỉnh bái cùng thiên lời thiên cung kính thánh hiền độ cho A Di Đà. Con quỳ dâng lén hương thơm lạy thánh phụ đức toàn dân an nhàn A Di Đà. Thank you.
cầu thánh giáng điện Ninh chứng đàn A Di Đà. Thank you.
độ cho nước thịnh nhà yên thanh bình. A Di Đà. Mùa màng sung túc tươi xanh, quả ngon thơm ngát hương lành trẻ thơ. A Di Đà. Thank you.
Cầu hoan
76 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Bắc Linh tỉnh, Bắc Linh thành, Võ Cường phường, Hòa Đình khu hành lễ dâng hương tại đền Tam Thánh Linh Từ. Cẩn trình lạy Đức Vương phụ, Vương mẫu,
lạy Đức Tam Vị đương cảnh thành Hoàng Đại Vương vạn lạy nhất bái. Kim Liên Tuế Thứ, Tân Sửu Liên, Sơ Lục Nhật, Nhị Nguyệt, Tết Tiến Cúng, hành lễ dâng hương sinh nhật nhị vị Đức Thánh Lê Cả, Lê Hai. Ban Khánh Tiết Lữ Đồng Liên năm 1970 đôi Nhâm Tý, chủ tế Nguyễn Thị Hương, bồi nhất Nguyễn Thị Thủy, bồi nhị Nguyễn Thị Biên, đông sướng Nguyễn Thị Thành, tây sướng Bùi Thị Bích Huệ, tuyên sớ Nguyễn Thị Nguyệt, cùng toàn dân thượng trung hạ đẳng cẩn dĩ kim ngân tuế thứ phủ lưu hoa quả hàm hâm tư thỉnh hương đăng đẳng vật tiến cúng tại đền đường nhất bái. Kính thỉnh Đức Vương Phụ, Vương Mẫu nhất bái. Lạy Đức Vương Phụ Tính, Lê Công Thừa, Vị Tiền nhất bái. Lạy Đức Vương Mẫu Tính, Lý Húy Cung, Vị Tiền nhất bái. Lạy Đức Vương Mẫu Tính, Lê Húy Tố, Vị Tiền nhất bái. Lạy Đức Tam Vị đương cảnh thành Hoàng Đại Vương, Tôn Thần, Vị Tiền tam bái. Đệ nhất Đức Thánh Lê Cả, tướng công uy linh, Dực Thánh Đại Vương, Tôn Thần, Vị Tiền nhất bái. Đệ nhị Đức Thánh Lê Hai, tướng công uy linh, Bảo Huệ Đại Vương, Tôn Thần, Vị Tiền nhất bái. Đệ tam Đức Thánh Lê Phụng Hiểu, tướng công uy linh, Khuông Quốc Đại Vương, Tôn Thần, Vị Tiền nhất bái. Kính cập cùng các quan văn võ, lưỡng quan đẳng chư bộ hạ, Vị Tiền nhất bái. Kính duy ngũ tự phúc thần, lạy Đức Vương Phụ, Vương Mẫu, lạy Đức Tam Vị đương cảnh thành Hoàng Đại Vương, cùng lưỡng ban văn võ đẳng chư bộ hạ giáng hạ đền đường, hâm hưởng thụ chất hương đăng đẳng vật phù hộ cho bản khu hòa đình, cùng toàn thể gia trẻ gái trai mạnh khỏe, nhà nhà hạnh phúc, nhân khang vật thịnh. Lạy Đức Tam Vị đương cảnh thành Hoàng Đại Vương, trăm muôn vạn lạy ngũ bái. Phần chúc
lượng rồi. Kính thưa đôi giới các cụ, ban lãnh đạo khu Hòa Đình, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể dân làng, tôi, chủ tế Nguyễn Thị Hương, thay mặt cho đội dâng hương đồng liên lữ 1970 đôi năm mới, kính chúc đôi giới các cụ, ban lãnh đạo khu, các vị khách quý, ban khánh tiết cùng toàn thể dân làng có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Năm Tân Sửu, đồng liên lữ 1970 đôi được hội người cao tuổi giao cho nhiệm vụ và trọng trách vào đội dâng hương để cầu phúc, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an cho dân. Chúng tôi nguyện làm tốt công việc mà các cụ giao cho, xong lần đầu tiên còn nhiều thiếu sót và bỡ ngỡ, mong được lượng thứ. Xin chân thành cảm ơn. Anh về theo em để cầu hát.
vẫn vương trong lòng. Nước sông kia hai dòng như một, em trao yêm đào anh cầm làm tin, em trao miếng trầu anh cầm làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau để câu hát trao duyên ngày hội, áo khăn đây xin mình để lại, mai xa rồi em nhớ em thương, mai xa rồi thương lại càng lại.